Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi tuổi Nhâm Tuất 1982 trong năm 2022 Nhâm Dần, chính xác đầy đủ nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, tuổi Nhâm Tuất 1982 vừa phải trải qua một năm 2021 Tân Sửu với rất nhiều biến động do chịu sự ảnh hưởng của hình thái tuế, rất nhiều những sự cạnh tranh trong công việc, cuộc sống làm xuất hiện rất nhiều họa tiểu nhân, thị phi luôn luôn rình rập những người tuổi Nhâm Tuất trong năm 2021 này. Thế nhưng tất cả những sự thị phi, những tai họa, những biến động của năm cũ, năm 2021 sẽ dường như biến mất khi mà tuổi Nhâm Tuất bước sang năm mới, năm 2022 Nhâm Dần. Trong năm 2022, tuổi Nhâm Tuất sẽ có vận trình tương đối ổn định, suôn sẻ nhờ có các tinh hoa cái trợ vận. Năm nay, Nhâm Tuất tuy đã bước sang độ tuổi 41, thế nhưng vận trình sự nghiệp, công việc, tài lộc của những người tuổi này vẫn đang trong thời kỳ rất sung mãn, không có dấu hiệu của việc tuổi tác cao trong năm này. Và để tìm hiểu chính xác về tử vi năm 2022 Nhâm Dần của những người tuổi Nhâm Tuất, xin mời các bạn hãy cùng kênh Tử Vi đón xem trong video dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Tổng quan về tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982. Nhâm Tuất 1982 hay còn được gọi với cái tên là Cố Gia Chi Khuyển, tức là chó trở về nhà. Năm sinh dương lịch từ ngày 25 tháng 1 năm 1982 đến ngày 12 tháng 2 năm 1983. Mạng Đại Hải Thủy, nước biển lớn, khắc thiên thượng hòa, còn nhà Hắc Đế, quan lộc tân khổ, xưng con chó tướng tinh con khỉ, Phật độ mạng. Thiên can Nhâm tương hợp thiên can Đinh, tương hình thiên can Bính, thiên can Mậu, địa chi Tuất, tam hợp Dần, Ngọ, Tuất, tứ hình xung Thìn, Tuất, Sửu và Mùi. Đứng ở vị trí số 11 trong hệ thống tử vi phương Đông là những người tuổi Tuất. Tuổi Tuất mang một phần tính cách đặc trưng của con vật đại diện là con giáp thứ 11 này, đó chính là loài chó. Những người tuổi Tuất được biết đến là những người rất trung thành, thực tế, biết quan tâm nhưng cũng rất dễ bị kích động, nổi nóng, bảo thủ, khả năng thành công cũng cao hơn. Tuổi Nhâm Tuất với nạp âm thuộc hành thủy do thiên can Nhâm Thủy ghép với địa chi Tuất Thổ. Ta có Thổ khắc nhập với Thủy, cho nên địa chi khắc với thiên can, vậy nên tuổi Nhâm Tuất thuộc lứa tuổi trong cuộc đời gặp nhiều trở ngại, nghịch cảnh ở thời tiền vận. Thế nhưng nhờ sức phấn đấu của bản thân và sự tương hợp ngũ hành giữa nạp âm và thiên can nên nửa đời sau cuộc đời trần an nhàn, thanh thản hơn thời tiền vận. Nhâm Tuất là tuổi thủy tính chứa nhiều, cho nên khi thủy vượng hay suy, nếu thiếu chất thổ kiềm chế khiến các bộ phận bài tiết, thính giác rất dễ vấn đề khi lớn tuổi. Vì vậy, từ khi còn trẻ hãy để ý để về già đỡ phải bận tâm. Tuổi Nhâm Tuất là tuổi có đầy đủ hai tính chất. Tính chất của thiên can Nhâm là sự linh hoạt, nhân hậu, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiều dục tính, lúc đắc thế thì rất hào hiệp. Và đặc điểm của địa chi Tuất là sự đa năng, trung thực, rộng rãi, phóng khoáng, rất phân minh về tiền bạc. Nhâm Tuất là tuổi thuộc mẫu người thông minh, đa tài, làm việc gì cũng dễ thành công nhưng không bền chí. Đa số những người này có sở trường về kinh tế, tài chính, ngân hàng, sớm phải xa gia đình từ thuở trẻ nên đối xử với bạn bè giống như những người thân thuộc của mình. Nhâm Tuất sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh, sinh vào các mùa khác là nghịch mùa sinh. Tuổi Nhâm Tuất là tuổi có thủy nạn ở trong đời, vì vậy họ phải thật cẩn thận khi gần sông nước. Nếu có sông sâu, sóng lớn, giếng sâu thì chớ có khinh suất bất cẩn mà có thể thiệt thân. Những người tuổi Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân mình. Những người sinh năm Tuất nói chung là những người chính trực, giàu lòng chính nghĩa. Người tuổi Tuất nếu sinh ban đêm là những người thích khiêu khích hơn là những người sinh vào ban ngày, họ rất dễ xung đột với người khác. Những người sinh bất cứ mùa nào trong năm Tuất đều có cuộc sống thuận lợi, cả đời không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Nhâm Tuất, bộ Nhâm thuộc bộ Thủy, Tuất thuộc hành Thổ, nên những người Nhâm Tuất 1982 được gọi là thủy mang phù sa,
có trụ hình là trụ nước đục của biển chứ không phải là biển lớn. Nước đục có nghĩa là nhân tuất luôn đứng ở giữa chính và tà, nhưng đồng thời có vận quý nhân. Tuổi tuất mệnh thủy không khô khan giống như tuổi tuất mệnh thổ, họ lãng mạn, khá thú vị. Một số người lại thiếu tính độc lập tự chủ, bản chất của họ là trung thủy và trung thành. Thực chất, nhâm tuất có sức lôi cuốn mạnh mẽ với người khác giới. Để tán tỉnh một cô gái nhâm tuất, điều bạn cần phải làm là chậm rãi, nhẹ nhàng mà tiến tới, chứ đừng quá chủ động. Khi cô ấy thấy bạn là người điềm tĩnh, đáng tin tưởng, họ mới an tâm mà gửi gắm bản thân của mình. Người tuổi nhâm tuất mệnh đại hải thủy cũng là những người yêu thích tự do. Họ không thích một công việc gò bó, bó buộc. Họ luôn hướng tới sự sáng tạo, biến động không ngừng nghỉ. Ngoài công việc hàng ngày, họ thích tham gia những hoạt động tập thể, đi chơi xa. Bản mệnh là những người đầu óc minh mẫn, giỏi sáng tạo, dám thay đổi, đa mưu túc trí, nên thường được giữ các vị trí cấp cao, được cấp trên coi trọng. Tuy nhiên, vì có số đào hoa nên những người tuổi nhâm tuất mệnh đại hải thủy phải chú ý giữ mình, không nên để chuyện tình cảm chi phối công danh, sự nghiệp. Ngoài ra mệnh này cần phải rèn luyện sự kiên trì, nhẫn nại, bình tĩnh, không nên nóng vội nhất thời mà dễ làm hỏng việc. Nhâm tuất mệnh đại hải thủy có nghĩa là nước đại dương, nước biển lớn. Những người mệnh đại hải thủy có tham vọng rất lớn, công việc làm là phải có quy mô, các vấn đề nhỏ nhặt họ thường không mấy quan tâm. Trong làm việc, họ rất chịu khó, chịu chi, quan trọng là được việc và các công việc của họ đều có tầm vóc vươn xa. Họ là những người yêu tự nhiên nên họ thích một cuộc sống tự do, bay nhảy, không có sự ràng buộc, ép buộc trong một khuôn khổ nào cả. Những người mệnh này luôn đòi hỏi nhiều điều mới, điều sáng tạo, những ý kiến mới để xây dựng nên một ý tưởng thật hoàn hảo trong công việc. Họ là những người sống rất nội tâm, luôn biết nghĩ cho người khác, thích giúp đỡ cho người khác. Cùng với đó, có một lòng khoan dung cao cả, dễ gần nên được rất nhiều người quý mến và tôn trọng. Những hoạt động trong cuộc sống hay công việc đều có sự hiện diện của người thân hay bạn bè. Nhâm tuất số mạng như vậy, nước ở biển lớn chảy tràn vào sông, thuận sinh gặp đặng thu đông, mạng đặng sung sướng, ở không ăn hoài. Sinh nhằm tháng khác chẳng may, thìn tuất xỉu mùi, dần mão chẳng hay, tưởng đâu chết hụt đã rồi. Nhờ trời Phật độ thủa hồi ấu niên, số này phải giữ phải kiên, có khi té nặng tật nguyên chẳng sai, không phần chơi với bạn bè, bạc tiền giúp đỡ sau là phản ngay. Tiền vận phải chịu gian truân, nhà cửa nhiều lớp, kinh dinh đổi dày, hậu vận mới được yên thân, lập nên cơ nghiệp ở thời bền lâu. Tổng quan năm 2022 nhâm dần của những người tuổi nhâm tuất. Năm 2022 nhâm dần, những người tuổi nhâm tuất mệnh thủy gặp năm 2022 mệnh kim, ta có kim sinh cho thủy, thủy được sinh lợi là rất tốt. Địa chi tuất gặp dần là tam hợp, rất tốt. Thiên can nhâm gặp nhâm là bình hòa, không xung không khắc. Nhâm tuất 1982 vừa phải trải qua một năm 2021 tuần sửu với rất nhiều biến động do chịu sự ảnh hưởng của hình thái tuế, rất nhiều những sự cạnh tranh trong công việc, cuộc sống làm xuất hiện rất nhiều họa tiểu nhân, thị phi luôn luôn rình rập những người tuổi nhâm tuất này. Thế nhưng tất cả những sự thị phi, những tai họa, những biến động của năm cũ, năm 2021 sẽ dường như biến mất khi mà tuổi nhâm tuất bước sang năm mới, năm 2022 nhâm dần. Trong năm 2022, nhâm tuất sẽ có một vận trình tương đối ổn định và suôn sẻ nhờ có hoa cái cát tinh trợ vận. Năm nay, tuổi nhâm tuất tuy đã bước sang độ tuổi 41, thế nhưng vận trình sự nghiệp, công việc, tài lộc của những người này vẫn đang trong thời kỳ sung mãn, không có dấu hiệu của việc tuổi tác cao trong năm nay. Về phương diện sự nghiệp, trong năm 2022, vận trình sự nghiệp của con giáp 40 tuổi trong năm nay nhìn chung khá lạc quan. Đặc biệt, một số người tuổi tuất còn tự gây dựng sự nghiệp sẽ có nhiều cơ hội về công việc của mình. Tuổi tuất thường gặp được những thành quả bất ngờ trong cuộc sống. Đồng thời, những người thuộc ngành nghề khác cũng sẽ thể hiện rất tốt ở nơi làm việc. Với sự trợ giúp của hoa cái cát tinh, nhâm tuất sẽ gặp được nhiều chuyên gia giúp đỡ và được hỗ trợ, được lãnh đạo trọng dụng hơn. Bởi vậy mà những người tuổi này hãy nắm bắt mọi cơ hội để có thể thể hiện chính mình. Về phương diện tài vận, đường tài lộc của những người tuổi nhâm tuất trong năm 2022 cũng khá tốt, nhất là về vận chính tài.
Nhờ sự nghiệp phát triển thuận lợi mà tiền lương của những người này cũng sẽ được tăng lên, chức vụ sẽ được cao hơn. Không chỉ có vậy, Nhâm Tuất còn được thần tài phù hộ giúp đỡ về vận thiên tài, nên đầu tư sẽ thu về lợi nhuận rất cao. Tuy nhiên, hãy đề phòng sao bạch hổ quấy nhiễu, bởi vì nó có thể mang đến những điều xui xẻo khiến việc làm ăn thua lỗ nghiêm trọng trong năm nay. Xét về phương diện tình cảm, bước sang năm 2022, nhờ tam hợp thái tuế mà vận trình tình cảm của những người tuổi Nhâm Tuất cũng rất ngọt ngào. Những người đã kết hôn sẽ vô cùng gắn bó, vợ chồng quan tâm thấu hiểu lẫn nhau nên vận hôn nhân vững vàng. Trong phương diện tình thân, tuổi này và con cái của mình cũng rất hòa hợp, cha hiền, con ngoan, có thể cùng nhau chia sẻ hoặc tâm sự về cuộc sống của mình. Về phương diện sức khỏe, năm 2022, vận trình sức khỏe của những người tuổi Nhâm Tuất có phần sa sút, yếu đi. Nhâm Tuất bị các hung tinh như Phi Liêm, Bạch Hổ tọa mệnh, rất dễ bị ốm đau, cảm lạnh, thương hàn. Đồng thời, Nhâm Tuất cũng có thể gặp một số chấn thương do tai nạn mà không rõ lý do. Dù vậy, Nhâm Tuất cũng đừng quá lo lắng, bởi trong năm tam hợp với thái tuế, dù có bị hung tinh cản trở thì Nhâm Tuất cũng sẽ được thái tuế che chở, phù hộ. Chỉ cần Nhâm Tuất có một ý thức làm tốt chuyện của mình, đảm bảo chuẩn bị thật tốt cho các tình huống bất ngờ có thể xảy ra thì có thể yên tâm vượt qua năm nay bình an, đại cát, đại lợi. Về sao chiếu mệnh trong năm 2022. Năm 2022 Nhâm Dần, tuổi Nhâm Tuất nam mạng gặp sao Thái Dương, nữ mạng gặp sao Thổ Tú. Sao Thái Dương. Thái Dương là một chính tinh quân tốt nhất trong số 9 cửu diệu chiếu mệnh hàng năm, chủ về an khang thịnh vượng. Người được sao này chiếu mệnh thì tài lộc, tiền tài của cải chất như núi, đi làm ăn xa, được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, nhất là với nam giới vào tháng 6 tháng 10 âm lịch. Thái Dương là một phúc tinh tốt cho cả nam và nữ mệnh khi được sao này chiếu. Nó mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài, phát lộc, giúp nam mệnh có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự đều may. Nữ mệnh được sao Thái Dương chiếu cũng sẽ rất tốt, được người bạn đời gánh vác, lo toan mọi việc, càng ngày càng khỏe mạnh, duyên dáng, có thể gặp tai ách vào tháng 6. Thế nhưng đây là phúc tinh nên cũng không đáng lo ngại cho lắm. Vận hạn của sao Thái Dương được thể hiện qua bài thơ sau đây. Thái Dương chiếu mệnh năm nay, tháng 10 tháng 6 có mặt tiền vơ, cầu trời lạy Phật Nam Mô, sao tốt ở phải cây khô ra chồi, sao tốt vận xấu than ôi, Thái Dương thái bạch đi đôi khác gì, hạn nặng phải tránh kẻo nguy, chú ý sao tốt mắc thì họa lây. Thái Dương thuộc mộc la cây, mùa thu kỵ lắm, khắc ngay với mình, ăn ở ngay thẳng thật tình, làm ăn tấn tới quang minh phát tài. Thái Dương chính là mặt trời, thuộc hành hỏa, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với mộc, bình hòa với hỏa, tương khắc với thủy, sinh xuất cho thổ. Do đó Thái Dương kỵ với các màu thuộc hành thủy là đen, xanh da trời, và màu thuộc hành thổ là nâu, vàng. Thái Dương hợp với các màu thuộc hành hỏa là đỏ, hồng, tím, và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Nữ mệnh gặp sau này kỵ nhất tháng 6 tháng 10 âm lịch, có thể gặp tài ách. Về sao Thổ Tú. Sao Thổ Tú dù không phải là một hung tinh mạnh nhất nhưng cũng là sao chiếu mệnh chủ về điều xấu liên quan đến quan trường, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại thì kém may mắn. Hạn của sao Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, có tai họa, không an yên, hay ngủ mê, đề phòng tiểu nhân hãm hại, không nên đi làm ăn xa. Nhìn chung sao Thổ Tú chiếu mệnh mang nhiều điều xấu nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. Nếu như là người chăn nuôi không nên tính chuyện mở rộng quy mô, cứ tập trung giữ ổn định tài sản hiện tại, qua năm tới rồi tính tiếp. Tuy nhiên, người mệnh thổ gặp sau này không đáng lo ngại cho lắm, trong lòng hay mang nỗi buồn man mác, tâm lý không vững vàng hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp tai họa gì. Nếu bản mệnh là người cao tuổi, rất dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm lâu khó khỏi, da chết bất an hay chiêm bao mộng mị. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thổ Tú như sau. Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho biện toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng thiếp chàng bi ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đầu ốm phải dày tốn hao, mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi,
tin người ngon ngọt phải nguy, thi ân bố đức việc gì cũng qua. Sao Thổ Tú là một hung tinh thuộc hành thổ, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với hỏa, bình hòa với thổ, tương khắc với mộc, sinh xuất cho kim. Do đó, Thổ Tú kỵ với các màu thuộc hành mộc là xanh lá cây, hành kim là trắng, bạc, ánh kim. Sao Thổ Tú hợp với các màu thuộc hành hỏa là hồng, đỏ, tím, sành nước biển, và màu thuộc hành thổ là vàng đất, nâu. Năm có sao Thổ Tú chiếu mệnh thì 6 tháng đầu năm bình thường, 6 tháng cuối năm thuận lợi hơn. Tháng 1, tháng 8 âm lịch dễ có việc buồn đau. Vận hạn năm 2022 của những người tuổi Nhâm Tuất. Năm 2022, Nhâm Tuất nam mạng gặp hạn Toán Tận, nữ mạng gặp hạn Huỳnh Tuyền. Về hạn Toán Tận, Toán Tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài ngộ chúng. Khi đi đường, nếu mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá, dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Nếu như khai thác lâm sản, hun hạp thì sẽ gặp tai nạn, như vậy cũng không nên. Người xưa có câu thơ chỉ về hạn Toán Tận như sau: Toán Tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy Toán Tận rất kỵ đối với nam giới, những dạng tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng, khó đề phòng ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Những dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tai nạn lao động, máy móc, thương tích do ẩu đả hay bệnh huyết áp cao, tai biến đột quỵ. Với những người gặp hạn Toán Tận, hãy cần thực hiện theo những điều như sau. Thứ nhất, tuyệt đối không mang theo nhiều tiền bạc của cải khi đi đường, dù cho là đi chơi, đi làm, đi ăn hay đi du lịch hay bất cứ đâu. Như vậy không những tránh được hạn cướp bóc, giảm hao tài mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình và mọi người trong gia đình. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất không nên chung vốn làm ăn, kẻo bị tai nạn cũng sẽ bị hao tiền bạc và sức khỏe. Thứ ba, luôn cẩn trọng trước mọi việc vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ, không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không được uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Nếu công việc thuộc các lĩnh vực nguy hiểm thì cần phải đề phòng tai nạn lao động bằng cách sử dụng đồ bảo hộ lao động, cẩn thận khi tham gia giao thông. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn Toán Tận. Ngoài những cách giải hạn Toán Tận kể trên, những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức, trau dồi đạo đức phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Nếu có điều kiện nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Về hạn Huỳnh Tuyền, Huỳnh Tuyền hạn chủ về sức khỏe, chủ sự thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, say sẩm. Kinh doanh thì kỹ đường thủy, để vẹn toàn không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt là không được bảo lãnh cho bất cứ ai, bởi vì chắc chắn sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Về sức khỏe, người gặp hạn Huỳnh Tuyền có thể bị mắc các chứng bệnh đau đầu, đau người, sức khỏe suy giảm. Chủ sự thường bị chóng mặt, mặt mũi xây sầm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn kinh doanh, nếu như kinh doanh buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn trắc trở. Nhìn chung tất cả những việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước, chủ sự không nên tham gia, dù ít, dù nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu như đứng ra làm bảo lãnh hay chứng nhận công việc gì cho ai đó, rất dễ bị mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi, dẫn đến tiền mất tật mang, đồng thời làm cho cuộc sống của mình cũng như những người trong gia đình sẽ không được ổn định. Vận niên năm 2022 của những người tuổi Nhâm Tuất. Năm 2022, tuổi Nhâm Tuất gặp vận niên Kê Giáp Viên. Kê Giáp Viên là hình tượng gà được thả vào trong vườn. Điều này báo hiệu một năm thành công no đủ với bản mệnh. Trong năm nay, gặp vận niên này, bản mệnh có tài lộc, hoạch phát, được người khác biếu tặng tiền bạc, tài sản. Công việc làm ăn tấn tới, kinh doanh buôn bán đắt hàng, xin việc mới, xuất hành đi xa đều có lợi. Trong năm nay, sức khỏe của bản mệnh khá tốt, tuy nhiên cần tránh di chuyển đường sông nước cầu phà. Trong năm gặp vận niên Kê Giáp Viên, bản mệnh cần lưu ý hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc, bởi vì cho vay sẽ rất khó đòi lại được. Trong năm nay, bản mệnh nên làm phúc giúp đỡ người khác nhiều hơn. Đường tình duyên, tình cảm của bản mệnh trong năm nay cũng sẽ rất tốt. Bản mệnh nên chân thành, trung thủy với người bạn đời, kẻo mắc mưu kẻ xấu, gặp khẩu thiệt nho nhỏ.
Ngoài ra trong năm này sẽ có người khác giới đang muốn lợi dụng bạn. Tuổi Nhâm Tuất trong năm 2022 có phạm phải thái tuế hay không? Năm 2022 có 4 con giáp sẽ phạm phải thái tuế. Cụ thể, thứ nhất là tuổi Dần phạm trị thái tuế 5 tuổi, thứ hai tuổi Tỵ phạm hại thái tuế, thứ ba tuổi Thân phạm xung thái tuế, thứ tư tuổi Hợi phạm phá thái tuế. Như vậy năm 2022, Nhâm Tuất sẽ không phạm phải thái tuế. Tuổi Nhâm Tuất trong năm 2022 có phạm phải tam tai hay không? Tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, còn tai nghĩa là tai họa. Trong một đời người, cứ sau 12 năm chúng ta gặp hạn tam tai một lần, tức là 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Với những người tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp năm tam tai vào các năm Thân, Dậu và Tuất. Như vậy năm 2022, Nhâm Tuất sẽ không phạm phải tam tai. Tuổi Nhâm Tuất trong năm 2022 có phạm phải Kim Lâu hay không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ Đông Phương để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có 4 dạng. Thứ nhất là Kim Lâu Thân. Đây là Kim Lâu hại cho chính bản thân của mình. Thứ hai, Kim Lâu Thê. Đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Thứ ba là Kim Lâu Tử. Đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong gia đình. Cuối cùng là Kim Lâu Lục Xúc. Đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc. Và nếu như ai đang làm ăn chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thì Kim Lâu, tức lấy tuổi âm lịch chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số kể trên thì phạm phải Kim Lâu. Cụ thể, dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử, dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Như vậy năm 2022, Nhâm Tuất là 41 tuổi âm lịch sẽ không phạm phải tuổi Kim Lâu. Tuổi Nhâm Tuất trong năm 2022 có phạm phải hoang ốc hay không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, cần kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà vào đúng cung xấu sẽ khiến cho công việc tiến hành gặp phải trắc trở, khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát đạt, sức khỏe, quan hệ gia đình càng ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn của tuổi Hoàng Ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Thứ nhất là Nhất Cát. Làm nhà gặp Nhất Cát sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi. Thứ hai là Nhì Nghi. Làm nhà gặp Nhì Nghi sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có. Thứ ba là Tam Địa Sát. Làm nhà phạm Tam Địa Sát, gia chủ sẽ mắc bệnh tật. Thứ tư là Tứ Tấn Tài. Làm nhà gặp Tứ Tấn Tài thì phúc lộc sẽ tới. Thứ năm, Ngũ Thọ Tử. Làm nhà phạm Ngũ Thọ Tử, trong nhà chia rẽ là một cảnh tử biệt sinh ly. Số 6 là Lục Hoàng Ốc. Làm nhà phạm Lục Hoàng Ốc cũng sẽ bị phạm, khó mà thành đạt. Theo quan niệm dân gian, nếu làm nhà vào các năm Lục Hoàng Ốc, Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử, gia chủ rất dễ gặp hạn về bệnh tật, tán gia bại sản, sức khỏe suy giảm. Đúc kết theo cách tính dân gian thì đời người 70 năm tuổi sẽ có 29 năm phạm phải Hoàng Ốc, Thọ Tử hoặc là Địa Sát. Cách tính hạn tuổi Hoàng Ốc đơn giản như sau: chúng ta lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư là 1 là Nhất Cát, dư 2 là Nhì Nghi, dư 3 là Tam Địa Sát, dư 4 Tứ Tấn Tài, dư 5 Ngũ Thọ Tử và dư 6 Lục Hoàng Ốc. Như vậy năm 2022, Nhâm Tuất 41 tuổi âm lịch sẽ phạm phải hạn Hoàng Ốc là Ngũ Thọ Tử. Năm nay bản mệnh không nên xây dựng nhà cửa hay sửa chữa nhà cửa. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 trong năm 2022 Nhâm Dần, chính xác đầy đủ nhất của kênh tử vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh tử vi. Xin chào và hẹn gặp lại.